Ây da, ây da. Ây da nha. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Tí nó nhảy xuống con dao. Mong 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 mong. Con này nó vừa mới ở thôi. Vừa mới ở thôi. Hải Hoa đây. Làm nước kem đi. Làm nước kem đuôi đi. Ây da. Anh em kênh phiêu lưu trong rừng xin chào tất cả mọi người nhá. Buổi sáng ngày hôm nay. Chào cả mọi người nhá. Đây là buổi sáng ngày thứ ba. Anh em tôi ở đây. Thì, mấy anh em đang nấu ăn sáng các bác nhá. Mấy ngày hôm nay mưa rất là nhiều. Thì hôm qua anh em định đi rồi nhưng mà vẫn chưa đi được. Dự định là sáng nay là sau khi nấu ăn xong thì sẽ di chuyển thôi, di chuyển nhà, đi đến nơi ở mới. Bây giờ hiện tại là đang nấu ăn sáng, chỗ ở mấy anh em hai hôm rồi đấy. Lại quá anh chỗ này. Mưa khu này rất là dốc nên là trơn lắm, mưa xuống rất là trơn, đây cũng không tiện nước nên là phải đi tiếp thôi. Đây là còn món cua được hôm qua. Chờ nó nhỉ. Còn mấy con cua bé bé nấu canh. Làm luộc thôi. Còn lại thì làm ít canh bí. Bí này không bở. Bí này làm bí đâu. Bí làm canh thôi. Non á. Để gọt vỏ chứ. Gọt chứ. Bí này ăn được đâu. Hái ít mùng nhí về xào nhỉ. Nào sáng nay mưa muốn bí về cua chẳng có gì. Mưa này nhiều mục nhí đâu các bạn. Dụng hết ấy rồi. Nhí ngay đây rất là nhiều. Mưa là vào rừng là rất nhiều mùi. Cái dầu này chặt rồi, mình chưa chặt chứ. Này các bạn ơi. Ýô, quang chưa to thế này mà nhỉ. Trận mưa xong rồi còn đung luôn. Mưa xuống là nó to ra rất là nhanh. Mỗi cây đấy thôi. Đây các bạn này. Lắm. Anh từ đằng đấy với đằng chỗ ra các. Đây cao quá. Đây các bạn này. Nó ngon này. Các bạn này. Hái xong là rửa qua các bạn. Những cái xào ăn ngon lắm. Cái này mà có nhiều xào, cái nấu canh được nhỉ. Sáng nay là có cua luộc, bí nấu canh, bụng nhị xào. Bụng nhị xào. Bí nấu canh. Hôm qua cũng có một con này nhỉ. Cua. Đó. Trong bát thôi, tí nó sôi không để vào. Cái to thế nhỉ. To. Tất nhiên con thịt ếch to đủ. Quả vẫn còn thịt ếch nữa cơ mà. Cho vào cho nó nóng. Cua đã chín các bác nhé. Gắp ra đĩa thôi mà nấu món rau bí. Quả bí chứ. À đúng rồi. Nấu quả bí.
Đây kiếm được là dầu bí luôn. Vì lá thì mới có dầu bí ăn thôi. Đi mò mò qua mấy cái nương rẫy của người dân hay lại có. Mà hôm nay đi không biết có còn gặp cái nương nào không. Thì đó. Ngon đấy. Mà đã ăn bữa nào? Hôm nào quay về lán không? Quay về lán. Nhớ lán lắm mà. Mà lán lục sụp mưa gió nhiều này có khi còn đổ giá. Về đây làm cái tô lâu cũng kiểu tô rồi ấy. Ao cá có khi không biết là nước có về không. Bữa sáng vừa ba anh em tôi đã xong các bác nhé. Sáng nay thì có cua mấy con cũng còn bé bé đó hôm qua này, mộc nhĩ vừa hái ngay bên cạnh lán luôn này. Còn đây là canh bí, sáng thì ăn xong thì còn đi nên là thôi không nhâm nhi nữa. Thế nhỉ, nơi là đói đấy. Xong chưa? Xong rồi. Đây, ba anh em tôi xin phép mời tất cả các bác ăn sáng cùng ba anh em tôi nhé. Mời anh em nhé. Mời tất cả anh em ăn sáng nhá. Món cua của buổi sáng này. Ăn cua trước. Cua trước đây. Cua này ăn vãi. Ăn vãi thì cái loại này dày đét rồi nhỉ. Xong là ba anh em mình tiếp tục lại di chuyển đấy nhỉ. Qua mưa lớn rồi. Mình thử một con cua béo mới được. Ăn cua gầy rồi nhỉ. Được ăn cua béo hết rồi. Đấy, ba. Con này không ngon đâu. Ăn tạm. Ăn được. Có cái ăn tốt rồi. Ok. Ok. Xăm móm này cần. Nó cũng béo béo cái kiểu rồi này thôi. Béo rửa à? Chưa béo hẳn. Tháng tháng 9, tháng 10 cơ. Bắt được con nào ra con đấy đấy. Mình đi khu địa điểm này. Bí này chả dẻo đâu. Ăn tạm. Bí của mấy anh em tôi ở lán ăn. Dính răng luôn. Làm những miếng to là không muốn nuốt được, không muốn nhai được. Ngon. Ăn được mà. Ăn được. Mà không biết có tạnh mưa không. Thấy nắng hừng hừng rồi các bạn. Nắng à? Nắng sớm này không nắng được đâu. Sợ mua đi chưa kịp làm lán thì nó lại đổ mưa xuống. Từ từ răng răng đấy. Như chuột lột. Từ từ răng răng đấy rất là bực nha. Cua này toàn cua bé nhảy hết, nhảy chất. Càng nó rất ngon. Nhảy món này là xào với thịt ếch các bác nhé. Mục nhĩ xào với thịt ếch hôm qua vẫn còn. Em tôi cho mốc ăn đó là bắt đầu dọn dẹp thôi, di chuyển các bác nhé. Chi nó cứ thịt ếch nó không thích ăn mấy. Ăn cơm thôi, thịt ếch lại bỏ kìa. Em tôi đang di chuyển đi đến vùng đất mới các bạn nhé. Trời thì rất là tối. Ấm u lắm. Bây giờ trời sắp mưa to rồi các bạn. Vừa đi vừa tìm măng. Đi nhanh nhanh xem tìm chỗ nào ở dựng lán á.
Không thì mưa ướt hết đấy. Mặt lửa rất là to các bạn. Lửa này các bạn. Trời khá là tối các bạn nhé. Ừ, có vẻ mưa ngay bây giờ. Thế trên này lấy đồ xong là đi nhanh nhanh đi. Anh em vứt đồ bên này xong là đi các bạn, đi tìm măng. Chỗ này á? À? Ui, này, măng này. Chỗ này á? À? Ờ, được. Những cây này để lại làm cái ấy luôn. Cọc luôn. Cái cây tre bên kia để lại luôn, mình răng dây, mình ấy lên luôn. Anh em dựng một cái lán ở đây nhé các bác nhé. Chạy ở đây luôn, chỗ này bằng rồi. Đây đây này, củi củi củi. Dài nhỉ. Chiều dài mà, căng đấy. Rất là nhiều, muốn khỏe. Đúng rồi, rất cần khỏe. Đẩy, đẩy sang. Kéo sang lên lại. Được. Được. Được vào buộc đấy nhá. Luôn dây buộc này. Rào con rượu đi đâu rồi. Dựng rất là nhanh các bạn. Cần như thế thôi, là có chỗ để ở rồi. Chỗ này là phòng bếp ở đây các bạn nhé. Vùng này không có đá nên là dùng cái ba cây này được. Thế đấy nhỉ. Kiểu ba chân luôn đấy. Có đun lửa đun lên nước uống không? Đun chứ nhỉ? Ừ. Cái củi bên kia nhà. À, mấy túc tác đi quanh quanh đây tìm ấy. Măng. Tìm măng. Măng mới lại thấy cái gì lấy cái đấy. Anh em sẽ tập kết ở đây. Cứ cái gì nên ăn thì lấy. Thế chắc là sẽ ở đây vài ngày đấy. Này cũng toàn đồi vầu. Đun nước uống ra. Khát nước quá. Ồ, mấy cái cột bé bé này chắc đùng lúc lại phải thay hết rồi. Đó. Đầy. Đầy thoải mái. Ồ. Mình đi thấy nước rất xa. Trên rừng đâu à? Trên rơi đâu? Ồ, đây vượt đâu rồi? À không, chỗ này có một cây. Ở đây đi lại. Cái chảy dây phải đun uống các bác nhé. Mình vừa thấy ở đây có một cây mà. Ôi nhưng mà non quá.
Cái này hơi bị to luôn này. Khén á. Ờ nhỉ. Cái móc khén này các bác này. Còn đây là chè dây các bác nhé. Hôm nay mình lấy một túi không biết để đâu rồi. Chắc để chỗ để đồ à? Này. Đây là chè dây. Chú bảo cái này phải không? Phải. Dây này nó phải leo lên thì nó mới có lá. Một cái này bằng ngón tay mà. Dây. Chắc leo lên tít trên rồi à? Thấy không? À đây rồi. Hôm nay mang theo mà. Đây, đây rồi. Bóp cho vào. Cho hết không? Ít nữa. Nhiều thế cũng uống được không? Đắng. Chè nên dây này là cái thuốc chữa đau bệnh dạ dày rất là tốt các bác nhé. Phần này. Khô ráo là anh em tôi vẫn hay lấy để phơi khô để mang về. Đủ đạt. Chó này rất nhiều, thấy con lán là ở ngay móc. Em tôi đang tiến hành làm cái sàn để bát các bác nhé. Chạm bát hình tam giác này. Chắc hai cây được rồi. Hai cây được rồi. Em nướng ăn đầu tì luôn. Ăn rừng. Ăn rừng thì đốt kinh hồn luôn các bạn. Đau. Nướng ăn ngay cho giòn. Ăn ngay cho giòn luôn. Ống để đũa các bác nhé. Này, một cây sang đây, bên kia này tầng 2. Tầng 2 thì nồi. Tận dụng luôn những cái cây có sẵn này, không phải làm cột. Đây các bác nhé. Đây anh Việt đây. Các bác nhé. Một đung luôn. Dạ. Rất là to. Đây, con này mới ngon này. Ừ. Ủa bé con nhộng to lắm. Thế chưa? Còn, một con nữa thôi. Ủa, con này dính trong này rồi. Con này chắc lại ăn trực tiếp rồi. Mời các bác nhé. Ăn đi. Nhộng to lắm. Này thì nhộng à, mời các bác nha. Ngon đấy. Thơm nhỉ. Ngọt. Ăn đi.
10 tổ này. Một đĩa. Này, nước chè dây các bác nhá. Có ăn không? À. Này, ăn nấu. Không ăn, không ăn tao ăn. Con này nó còn phân. Thơm nhỉ. Ừ. Ăn cái phần nữa. Ăn hết đi. Ai bị đốt thì ăn nhiều hơn. Một cái là cho bữa bót đứt rồi. Làm bát chè dây đó. Có vùi mùi không? Có vị không? Cái này mà xào được chắc thơm hơn nhiều. Ừ, phơi khô xào lên. Mình đun tươi trực tiếp này không ngon được bằng lấy đâu. Nó chỉ mùi mùi thôi mà. Đã xong. Giờ nhà đang vót đũa. Thêm 3 đôi đũa nữa. Mấy cái ly uống rượu nữa. À, mấy cái ly mang theo mà nhỉ. Mấy cái ly đã cho bắt lô đi mà. Ba anh em đi tìm măng các bác nhé. Gì á? Măng. Nhiều phết rồi đấy các bác. Cái con cây to này. Đó. Toàn món măng cao cao nhỉ. Không có măng củm ấy. Em sẽ làm món măng nướng. Là dạng măng đắng nhé. Cả bó. Mốc. Này buồn buồn này. Nhiều phết đấy. Ở vít chuối kìa. Bia. Đó. Dạ. Lấy viên nướng nốt. Ồ, quả này vừa mới lên rồi. Vừa mới chỗ à? Ừ. Có cái măng này. Ở đây xem, măng này. À, măng cao. Nhiều phết đấy nhỉ. Ừ. Chặt luôn nhá. Chặt nhé. Trên đón phía dưới nhá. Người nướng ăn ngon lắm. Đổ đi, đổ đi, đổ đi. Có một quả nhỉ. Cây bên kia có. Cây kia chín hết rồi. Cái đất này nó chuối này nó ít đấy. Thì rừng này chỗ nào chuối thì nguyên chuối, chỗ nào vầu thì nguyên vầu. Tìm heo rông này vừa lên thôi. Đó, đi tìm ấy đi, đi tìm chuột đi, rắn đi, heo ở đây làm gì. Nhìn lâu chán rồi. Này mang về luộc để tối ăn. Cái này này. Ở đây nhiều phết đấy. Các bạn này. Gãy. Măng nữa, mùa này mùa mưa nên là các loại măng mọc. Này trên cao không có mấy nhỉ. Đây nhá này. Bông măng, loại măng này như to cả. Bên này này, xem mấy búi bên này. Đây, có hai cây này. Bên này một cây này. Anh bóc, anh bông, anh cái tay.
Phải nhìn kỹ kỹ cơ. Không được nhiều không về luộc làm măng khô nhỉ? Ôi, móc với cái gì kìa? Đó. Đây hả? Móc với cái gì hả? Móc. Ôi, với gì á? Ôi, con rúi. Đó. Đây hả? Chuột ra thôi. Đây hả? Lỗ bị thế thôi. Bị đâu? Thế thôi. Lỗ bị kia thôi. Đây à? Chắc chỗ nó vừa hết hàng nha. Lấp hết lỗ rồi. Rúi không anh? Nào, có cứ đây. Thế ổ đây. Thế là thôi, con này không ra thôi. Tí đất đây này. Đây này. Ủi đây, đây, đây này. Có đây này. Nè. Ô. Nó ăn mũi nứa này rồi, nó chết hết rồi đấy. Chè nó ăn đúng nát rồi, hết đúng này. Rồi. Cái này chết. Có con rúi ở đây các bác ạ. Đúng rồi. Đây này, nó ăn cái này là. Thế nào? À, hố này đây rồi. Thế đâu? Thế thế. Có bấy củ không? Sao nào, lấy cái que đây chọc cho. Ui. Ui. Cái cục cục trong ấy. Trong ấy. Ôi ôi, đây này, đây này. Ôi, ngay đây rồi. Đó. Ô, thôi thôi, đây đây đây. Thôi, thôi, thôi. Từ từ. Từ từ, từ từ. Ui. Ngay đây thôi. Móc rồi. Móc. Cắn. Gần đây chó mới nghe mình bắt. Ui. Nó đang ở ngay đây thôi. Ui. Lỗ này lên đấy à? Hay là lỗ khác thôi. Xem với anh em, cái này hay có rúi đôi đấy. Ờ. Mùa này rúi một năm hai lứa mà anh nhỉ. Nó hay đi theo ấy. Có này nó không hay sủa, nó thấy là nó khác khác một mình nó ấy thôi. Xấu lắm. Đây rồi, nó mới ở thôi. Ừ. Nhưng ở đây thì lâu lắm. Lỗ này lỗ cũ à? Này, làm đi, to mốc làm đi. Bắt ra xem nào. Vâng, rất là mà hằng. Cắn. Cái bưởi lâu á. Đây, nó bưởi. Nát hết cái cục đất này lên này. Ý à, ý à. Đây là chó là không có tay thôi ạ. Nó chơi nó đang bưởi rồi. Nghe như kiểu là có hai con ở trong. Ừ, một con thì phì đấy đó. Cái chó bốc đất vào mặt đấy. Đó, lần sau nó mới hăng. Nó lại bảo là mình ra cướp của nó. Rồi gốc nứa này các bạn ơi, ăn vàng hết rồi này. Trên mít cây. Mùa mưa. Mới hôm nay mưa to nên rúi này ở nông lắm, không dám ở sâu đâu. Thò tay vào nhá. Mưa nó còn ăn được. Gặp gốc nứa rồi. Lỗ sâu đi không nhá. Ôi ôi. Ngay đây thôi. Có lỗ sâu nên nay nó chả chui vào. Kìa, bò phết nhỉ. Ừ. To đấy. Khét lỗ rộng. To các bạn. Kéo nó sung ra nhá. Có chó ở đây không sợ.
Ai da, ai da. Ôi da. Ui da. Ui da. Ui da. Ui da. Tí nó nhảy xuống con dao. Mong 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 mong. Con này nó vừa mới ở thật. Vừa mới ở thôi. Hải hoa này. Làm nước kẹp đi. Làm nước kẹp đuôi đi. Ôi da. Ra. Nhảy cao chưa. Rồi bắt được rồi. Này mốc này. Này mốc. Nhảy đi. Mốc. Con này là con rút cái. Cái, cái à? Ồ. Úi. Con này còn làm tiết canh không? Máu thì làm. Làm. Được thôi. Mốc này. Mốc này. Kẹt 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 kẹt. Ha ha, bị lừa. Không 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 không. Lạ phết. Rất là ngon. Hôm nay lại bữa trưa lại có thịt rúi rồi. Có thịt rúi chưa? Các bạn. Móc con biết trước này. Ây da, ây da, ây da. Chắc đi rồi nhỉ. Thế thôi nhỉ, mang bằng đấy đủ ăn rồi. Nó về lán thôi. Nhiều thế. Không mang cái gì đi để. Mang. Cầm nào hết được. Ở đây cái bắp bi này nấu con rúi cùng cái bắp bi này thôi nhỉ. Phải nước nhỉ. Nó mỗi một cái này làm gì đủ. Lấy ra già tí lấy cả cái chuối non của nó. Nhỉ. Yeah. Được. Anh đút 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 đút. Đút tạm vào không có túi quần. Em không có túi quần. Mộc đi, hết rồi. Đây là tiến hành lồng các bác nhé. Hôm nay là hôm nay không lấy tiết canh. Đây không làm món tiết canh nữa. Rừng không có nhân. Hơi bất tiện. Nấu với hoa chuối các bác nhé. Đây có mấy hoa chuối đỏ này. Khi cho vào. Hoa chuối đỏ này. Chát không? Chát thì không chát đâu nhưng mà nó phải ngâm ngâm qua nước muối. Ô, tay sắt à? Mình tưởng nguội rồi chứ. Thì đây là món măng nướng này các bác này. Đen đi. Họ là nhà ra đen. Đây là hoa chuối các bác này. Nấu với rúi, thịt rúi. À quá. Thịt hoa chuối các bạn nhỉ. Không cần rửa rồi các bạn. Bởi vì mình bóc bao nhiêu lớp đi nhờ mà. Cần gì phải rửa bí chuối này. Đấy là sợi chát đây. Cuối cùng là măng nướng.
Hết ớt chứ nhỉ. Hết ớt rồi. Ớt thì mất ngon. Hôm qua vặt được có tí đi. Ăn tạm. Trời sắp mưa rồi các bạn. Ôm vào. Ngày mưa thì mưa lỗ. Mưa lắm, chín rồi, chỉ biết ngồi ăn. Ngồi ăn cho nó mưa. Ăn cho nó ngon. Nè. Cháy rồi. Bé này. Này, cắt cắt nhiều cũng hết đi. Cái lá này ăn tốt mà. Ngon, già tí nó ngọt. Ủa, đắng lắm. Đắng lắm. Đắng lắm. Ăn được. Ăn hết. Đắng là sở trường. Này, không có ớt là. Không được ngon. Vị lắm. À? Có thế thôi á, lấy nhiều lắm sao mà. Đâu rồi? Tốt hết rồi. Mình treo có một củ này. Ít thế này đó. Nó cầm một nắm mà. Trong đấy còn mấy củ. Cái này không bằng. Cắt nhá, không bằng lắm đâu. Cho cái này vào đây. Ừ. Nó không nước thì là bữa trưa của mấy anh em tôi đây. Này có món thịt rúi là giá trị nhất thôi. Còn bằng này các bạn. Sửa nốt nhỉ. Sửa nốt cho này. Tiếp tục. Tính sau. Đây là thịt rúi nấu hoa chuối. Đây là món măng đắng nướng. Đây là măng nướng. Đây là măng nướng các bạn nhé. Măng nướng luộc. Này xếp đồ được. Đây cho đây. Hôm nay là không như mấy hôm trước. Ăn sáng rồi ăn trưa các bạn. Rồi, xin phép mời tất cả các bác ăn bữa trưa cùng anh em tôi nhá. Rồi mời tất cả anh em nhá. Em mời tất cả các bác nhá. Ấy dồ. Ấy à. Trưa này được đấy. Đây. Miếng đầu. Miếng đầu. Con này con dài còn hôm trước. Này còn rắc à? Dài đấy. Toàn rúi già thôi các bạn. Để xương này thì nó trong được. Làm ít cho con mốc nhé. Dành cho nó mấy miếng này. Con măng đắng này các bạn ạ. Nướng ăn rất là ngon. Chấm súp khô chắc còn ngon hơn. Hẳn không đắng đâu. Ngon lắm. Đắng không đắng không mà. Đắng rồi mà. Không thật đấy. Khói quá. Nhà cái da già nó ngọt nhưng mà không nuốt đấy. Không nuốt được. Nuốt được. Bị ít quá nhỉ. Bị ít quá. Để một miếng nguội cho con chó. Mốc. Đây. Mốc. Này. Đây nhá. Mốc. Mà đi ăn xong lại về lấy. Đây, uống đi nhỉ. Này. Cho luôn đây ít. Nước đục thật đấy. Không có mùi gì cũng đành. Nhất cả. Có bí chuối mới đục sao.
Hạt mày còn xinh cơ. Ngon mà. Ngon mà. Phải nóng nóng mới thơm. Cho ít rượu vào. Uống sướng lắm. Ấy da. Ôi, phải mùa đông cơ. Ừ. Nóng ấy. Nghe thơm hẳn mà nhỉ. Ấy da. Thịt rú này nó bị chuối. Kén cả tuyệt vời. Mỗi tội mỗi một quả bì. Còn là được mấy quả vừa mới chỗ đấy không còn hoài. Còn bé đấy. Chủ dụng là thử. Mình thử món này xem nào. Ăn đi. Có hè không? Ăn luôn. Chắc không hè đâu. Đó, ít nước quá. Ít nước à? Còn hè không? Khử ăn mà ăn tốt. Cho nước mưa vào đỡ hè luôn. Thấy chưa? Thấy không? Đây còn tí. Nào đây. Rồi chân lên bé một tí nha. Cứ từ từ thôi, một lúc lại hết phần. Mình nào cũng ăn cái món tài này. Đó. Ăn. Đây. Không dài bằng con hôm kia nhỉ. Không dài đâu. Con này nhai được. Để tốt. Để tốt. Mời các bác nhá. Là miếng măng đây. Hơi hè, rồi thiếu nước các bác ạ. Nhưng mà rất ngon. Rất là ngon. Ngày nay mà có ít mẻ nữa thì tuyệt vời luôn. Mẻ chấm nhỉ. Ngon mà. Hôm nay có hai món măng, măng đắng, măng nữa. Măng đắng này hôm nay anh em nướng. Măng đào được con bẫy được con thú hay con sóc về làm món măng nhồi hôm xem nào nhỉ? Nhớ. Đúng bài luôn đấy. Măng nhồi thịt. Măng gan. Chuột cũng được mà. Có mốc một đuôi. Mốc. Mốc kéo đuôi một lần. Nào, rượu vào phát tác dụng. Đây là cái loại rượu tràn vào nước ấy. Nóng người, đang nóng rồi mà. Con này nhá. Tốt. Khách không mời đâu nhá. Tốt uống vào mùa đông. Đắng nhưng mà ngon. Càng nhai càng ngọt mà. Càng. Này, mốc. Đây mạnh không? Ăn thôi. Bộ này bé bé này... để chấm này. Ngon luôn. Quệt quệt quệt. Quệt tí súp. Chấm súp khô ăn ngon hơn mà. Ừ. Măng đắng này ăn quệt cũng nhau. Làm miếng à. Một lấy nước. Một nước ngọt lắm. Đúng đi, xong lại múc ra ăn tiếp thôi. Ủa? Ui đây. Chuối. Đây chuối ăn đầy chuối, chuối này. Chuối bở lắm. Chuối này vâng. Lâm Nhi nhỉ. Lâm Nhi đi. Hồi là mấy anh em tôi cũng tạm dừng ở đây. Tạm dừng quay video ở đây để tập trung ăn. Sau đó là nghỉ ngơi. Sau đó là buổi chiều là đi tìm thảo dược các bác nhé. Chiều nay chắc là không mưa được. Mưa cũng chật tối. Mình phép chào tất cả các bác nhá. Rồi, tạm biệt các bác nhá. Chào tất cả các bác.